anh Khôi. Xin mến chào quý vị khán giả đến với chương trình đọc truyện đêm khuya. Quý vị và các bạn thân mến, mời các bạn cùng đón nghe tập truyện ngắn mang tên Chuyện nhà ông Vạn, tác giả, ngô bội, qua sự thể hiện của giọng đọc, anh Khôi. Một phụ nữ nông thôn chất phác, chịu thương chịu khó Tần tảo sớm hôm mà quá nửa đời người mới có một bộ quần áo mới, thời thiếu nữ trong cuộc sống của một người dân mất nước và trong chiến tranh, bà phải chịu cảnh đói rách, tủi nhục. Miền Bắc được giải phóng, khi cuộc sống khấm khá hơn thì bà lại chăm chút, nhường nhịn chồng con. Bộ quần áo mới là niềm hạnh phúc, là mơ ước suốt cuộc đời làm lụng vất vả của một người nông dân Việt Nam vào những năm 60 thế kỷ này ông vạn vác bừa về tới cổng, thì bóng nắng đã lằn vào chân. Bãi hoa mười giờ đỏ rực, trông lùm lùm như mâm xôi gấc, màu đỏ nhuộm lên buồng chuối, gốc chanh, và cả mái nhà mới lập. Thứ hoa này ông lấy giống từ hồi đi họp huyện, bây giờ nó đã lan ra một bãi khá to ở trước sân. Ông Vạn có tính hay háu đói, đi làm hết buổi thì cuốc thẳng một mạch về nhà. Bà Vạn lại hay la cả có hôm quá trưa cũng chẳng chịu về hôm nhặt mớ củi hôm nắm rau đồng và con cua ốc chẳng có lại rẽ vào gò thông bẻ nắm lá xanh về ủ phân lắm hôm ông chờ vợ về ăn cơm cứ giết chán thuốc lào lại ra cồng ngóng từ ngày có bãi hoa này ông đã đỡ bực không phải ngồi trực niêu cơm như trước nữa hôm nay ông vạn lại về trước vào nhà với cái điếu cày, rít hơi thuốc dài, rót chén nước chè tợp một ngụm hãm khói, rồi tranh thủ ngả lưng xuống giường, xương sầu trong người giãn ra nổ cục cục thoải mái. Nằm một lúc ông vùng dậy nhìn quanh nhà, mấy đứa trẻ đi chơi vắng cả, chỉ có đàn gà phá phách trong bếp, nhà cửa có vẻ tanh bành rác rưởi. Ông đứng dậy quét dọn, rồi đặt niêu cơm lên bếp niêu cơm đã chín từ lâu. Ông vạn sốt ruột lại chạy ra ngắm bãi hoa, nhổ vài khóm cỏ, tưới thêm mấy gáo nước. Quay sang nhìn mấy con lợn con béo mục, đang cầy đầu nhặt thóc ở cây dơm. Mõm nó nhai nham nháp. Ông vạn gật đầu, mồm lẩm bẩm, đã đến chật bán rồi đây. Lúc ấy bà vạn cũng vừa vác bừa về tới cổng. Bà lặng lặng bước vào nhà, cái đầu hơi cúi xuống, chân đi rất nhanh. Mảnh áo nâu bạc phách đeo trên người khẽ bay bay về phía sau. Ông vạn nhìn theo chợt thấy trên vai áo vợ toạc ra dài gần một gang tay. Miếng rẻ lập lều theo nhịp chân đi hở một miếng da lưng nâu dám. Ông vạn nhăn mặt. Hừ! Gai góc đầu lại vừa cào toạc ra kia rồi. Rách thế mà bảo. Mày vẫn còn gan. Bà vạn đã bưng miêu cơm lên nhà, hai đứa trẻ đi chơi cũng kéo về. Nhảy tót lên giường ngồi xếp bằng tròn vây quanh mâm cơm. Tay chúng vớ lấy đũa, hai mắt hao háu nhìn vào những món ăn. Trong nhà vui nhộn hẳn lên. Bữa cơm hôm nay thêm món cua rang của bà Vạn mới bắt. Ông Vạn nhá giòn rau ráu. Mỗi bát cơm đầy, và ba miếng đã hết. Lũ trẻ tiếu tít tranh nhau tìm càng cua to, làm nghiêng cả bát canh rau xuống mâm nước chảy lênh láng mẹ chúng bay ăn uống gì mà nhộn thế ông thì cho cái cốc bây giờ bữa cơm ngon lành chuyện trò cũng giòn tan bà vạn nói hết chuyện bừa sang chuyện cấy lúc vui mồm lại cất tiếng khen bà lược gớm bà lược mới may bộ quần áo bằng vải gì mà đẹp đẹp là chẳng biết bao nhiêu tiền mà sang thế ông vạn bắt chuyện luôn thì bảo may lại chẳng may, người ta mặc thì khen, giỏi lắm chục bạc chứ mấy. Chục bạc kia, gần hết 50 cân thóc à. Chết chết. Bộ quần áo mất nửa tháng ăn. Ông vạn khó chịu, ngoảnh sang lườm vợ. Người đâu mà cứ nói đến tiền là co rúm lại. Ăn thì cũng phải mặc chứ. Ai người ta lại như bà ấy, cũng liệu mà may lấy một bộ thỉnh thoảng có đi họp hành chăng? Còn sáu chú lợn con đấy. Họp hành đâu lại đến cái con mẹ này? Bà vạn thấy chồng nói sợ lại khêu ra chuyện quần áo, liền lảng sang chuyện khác. Ông vạn nín lặng, hai mắt nheo nheo đăm đăm nhìn ra ngoài sân nghĩ ngợi. Một cơn gió rít lên, lũy che trước ngõ chút xuống những chiếc lá khô rào rào. Ông vạn khẽ dùng mình lầm bẩm, sang đầu mùa rét rồi đây ông liền đặt đũa bát xuống mâm, đứng dậy rót chén nước xúc miệng, rút chiếc tăm cặp vào mồm rồi đi thẳng vào buồng. Ông đi tìm dao, gian buồng tối mờ ẩm ướt, bể bộn thúng mùng, bồ, cót và những đùm quần áo ẩm xì, muối réo vo ve. Lục hết xó này đến xó nọ, ông khẽ reo lên một tiếng nhỏ à đây rồi. Còn dao bỏ mãi trong xó tối, bên cạnh mấy cái que đéo nham nhở chắc là thằng Chí mang nghịch bỏ đây. Ông cúi xuống nhặt. Khi ngẩng lên đầu đội luôn cái bị rách của bà vạn rơi xuống đất. Mùi hôi hám bốc lên. Mấy cái mạng nhện trăng vào mặt nhậm nhụa. Cái của nợ này. Ông tiện chân đá luôn một chiếc. Cái bị lăn lông lốc. Ốc ra nào rẻ rách. Nào lọ thủy tinh. Mấy cái cúc lăn lọc cọc trong hộp bơ gì cũng ộc ra xếp thành hàng đến tận chân vách. Ông cau mặt nhìn cái bị, vừa ghét lại vừa thương. Nó chẳng còn ra hình thù cái bị cói nữa. Cái quài ken hàng trăm lượt dây bẹ chuối xù ra bằng cái nùn rơm. Thân bị đụp vào đến chục miếng rẻ. Cái miệng đã bay ra toang hoác rách lướp tướp đầy những cói nát. Cái bị này bà vạn sách về từ hồi vợ chồng mới lấy nhau. Tính ra vừa 25 năm. Ngày ấy nó cũng rách thế này rồi. Thế mà đã đeo đi hết lào cai yên bái rồi đấy. Ông bần thần một chốc, toàn quay ra. Nhưng nghĩ thế nào, ông lại quay vào nhặt nhẹn cẩn thận, rồi treo cái bị lên chỗ cũ. Ông chép miệng thở dài, bảo vứt đi thì không vứt, cứ đeo đằng mãi. Ông vạn cầm dao ra bụi tre đứng ngắm nghĩa từng cây một, rồi lách vào tận giữa bụi trọn đắn một cây bánh tẻ, để đan dọ lợn. Gai che cào vào người cũng chẳng thấy đau hình ảnh cái bị cứ bám giết lấy óc. Cuộc đời của hai vợ chồng từ thuở lấy nhau đến nay hiện lên rõ mồn một. Ông nhớ lại từ năm đã lâu lắm. Giữa trận đói tháng ba, có hai mẹ con người đàn bà quê ở dưới xuôi dắt díu nhau đến ở nhờ cái điếm ngoài cổng làng. Tên gọi là mẹ con bà lành. Mẹ thì quanh năm mỏ cua bắt ốc. Kê lành đi dắt châu thuê cho nhà lý cựu. Quần áo can vá hàng trăm mảnh, bà lành chỉ đi nhặt mụn rẻ của thợ may để can thành váy áo. Bộ váy đục của bà lành, không biết có tự bao giờ. Đến khi chết, để lại cho cái lành, ông Vạn đã thấy nó dày tới bốn lượt, nặng trình trịch như khố tải đẫm nước mưa. Cuộc đời hai mẹ con như vậy, lại có cái tên là lành. Dân làng gọi thế như thấy chua chắc quá, mới gọi chạch sang là can vì bà mặc rách dưới can vá như tổ đỉa. Tên cái lành cũng tự nhiên được gọi là cái can. Đi can đi dắt thuê con trâu đực cày của nhà Lý Cựu. Nó phá đi ngóng cái suốt ngày. Đi can cứ léo đẽo chạy theo châu kêu khóc. Cu vạn lớn hơn, cũng chạy lừa bắt châu hộ. Bọn trẻ trông thấy thế liền gán ghép. Cu vạn lấy con đi can. Bọn trẻ con nói, váy của đi can thằng cu vạn khiêng không nổi đâu. Thế rồi duyên rời xe. Hai người lấy nhau thật. Vợ chồng lấy nhau cũng đủ sự cay đắng. Ông chẳng muốn nghĩ đến làm gì. Nhưng còn một điều đến chết cũng không quên được. Khi ngày sắp cưới nhau, đĩ can dành dụm được bốn hào bạc định may một chiếc áo mới. Những chỉ đủ mua bốn vuông vải thô. May được tầng trên, còn tầng dưới không biết làm sao. Đành liều ăn cắp cái vạt áo cũ của vợ Lý Cựu nó tra soát mãi không ra. Đến hôm đi can mặc áo đi gặt thuê, vợ Lý cựu trông thấy nó nheo nhéo chửi từ đằng xa, rồi chạy sộc đến, túm tóc đi can rúi xuống đất. Nó tát nó đấm túi bụi, váy, áo đi can nó xé rách tơi tả, người tô hô. Lúc ấy nó mới nhả ra. Đi can vội cầm chiếc nón úp vào bụng chạy về nhà. Đành lấy bộ váy áo đục của mẹ mặc vào len lén về nhà chồng. Cuộc đời cứ thế xô đẩy mãi. Đĩ can đeo đẳng bộ quần áo can vá của mẹ cho đến ngày cải cách ruộng đất. Đội cải cách đến xin mang đi triển lãm nỗi khổ của nông dân. Đĩ can mới dứt được bộ quần áo nặng nề tội nghiệp ấy. Từ cải cách đến nay, ông Vạn đã định may quần áo cho vợ nhiều lần. Nhưng cứ lo chữa nhà xong, lại đến tậu châu Năm ngoái năm nay bảo bà ấy may mà mặc, thì nhất định không may, cứ vá chẳng vá đục Cái ăn cái uống ở trong xó bếp với nhau, có miếng đầy miếng với ai biết được. Còn cái mặc thì nó phơi ra đấy. Người ta cười vào mũi ấy chứ. Cái bà này, cái bà này, thật không hiểu bụng chồng tí nào. Ông vạn vầm mạnh lưỡi dao vào gốc tre, bật ra những miếng răm trắng mọng. Chỉ bà nhát dao cây tre nổ ôm ốp rồi gục xuống. Ông vác tre lại gốc cây ngồi trẻ nan. Ánh nắng buổi trưa xiên vào giữa gáy bỏng rát ông vẫn không đổi chỗ ngồi. Hai đứa trẻ xúm lại lột lụa bụng tre làm cờ, chạy tung tăng trước sân. Ông âu yếm nhìn theo, đứa nào cũng hao hao nửa giống bố, nửa giống mẹ. Một lúc, bà vạn vác quốc từ trong nhà đi ra, tưởng bà đi làm đồng, nhưng bà lại ra đánh đống phân ngay gần chỗ ông ngồi ông để ý nhìn miếng rách lập lều trên vai áo bà vạn đã vá rồi ông lắc đầu da chán cau cau không đi may cho bà ấy rồi đến cùng đời vẫn cứ ăn mặc thế thôi người đâu lại có người suốt đời chịu cực khổ đến lúc có ăn có mặc vẫn cứ phải bóp chắt để nhường nhịn chồng con chẳng nghĩ đến ăn ngon mặc lành làm thì hì hục như châu lăn suốt ngày. Từ khi vào hợp tác xã bà lại là người làm ăn khỏe mạnh đảm đang nhất. Mấy lần được bầu là gương mẫu rồi. Vụ mùa vừa qua tính điểm bà ấy cao nhất trong hợp tác xã. Chính bản thân ông cũng còn kém vợ gần 200 điểm. Hơn tháng này vừa được bầu vào tổ trưởng lao động. Lại cứ ăn mặc rách dưới thế kia thì còn ra làm sao? Ông Vạn cứ ngồi thần ra nhìn vợ quên bẵng cả việc đan dọ lợn. Hôm nay ông mới để ý những miếng vá trên quần áo bà vạn. Miếng nọ chèn lên miếng kia, nhưng cái mụn nào cũng phẳng phiu ngay ngắn. Mũi kim nhỏ lý nhí thẳng tắp, tưởng như những đường cấy của bà vạn ở ngoài đồng. Cái lý nhìn thấy bố ngồi cứ mân mê chiếc dọ lợn, chẳng đan xong, nó chạy lại rục. Bố, bố đan đi. Ông vạn chợt nhớ ra. Nhìn xuống. Thế là lỗi rồi. Ông kỳ cục dỡ ra đàn lại. Kỳ lý chạy đi chơi với em. Ông vạn lại ngồi thẫn thờ. Nhìn vợ. Một lúc nó lại chạy đến. Nó đang sốt ruột chờ lấy một cái dọ lợn. Mang đút đá vào để khiêng với thằng Trí. Nhưng lần này nó không dục ngay cứ ngồi chầu hẫu nhìn lên mặt bố. Rồi lại nhìn sang chỗ mẹ. Thấy hay hay nó cũng nhe răng cười bố bố đàn đi bố cứ nhìn mẹ mãi ông vạn giật mình lườm con một cái con này chỉ nói càn thật ạ à, bố nhìn mẹ thật ạ à, có cái dọ đàn mãi chẳng xong ông vạn nháy nháy mắt nhìn con như có ý bảo đừng nói nữa mẹ mày nghe thấy bà vạn ngẩng đầu lên mặt mũi cũng đỏ bừng Bố con nhà mày y như bố con phường trèo ấy. Bố mày thèm vào nhìn mẹ. Cái con mẹ khai dinh dích này ấy. Cái Lý càng cãi khỏe. Bố nhìn thật ạ. À, khéo bố nhìn để đan dọ đút mẹ vào đấy. Ông vạn nhe răng cười. Nói giống giả. Bố đem dọ bán lợn để may quần áo cho mẹ mày đấy. Bà vạn nghe tiếng. Chống cuốc xuống đất quay ngoắt cổ lại dãy này lên như đỉa phải vôi này đừng có may với vá mà chẳng xong với tôi đâu chả xong cũng may ông lắc lắc cái đầu cười kha kha bà này cứ phải đi may cho rồi mới xong cũng như cái giường năm ngoái sắm đoạn bảo nằm nhất định không nằm cứ bám lấy cái chõng che nát đến nước phải phá đi quăng vào đống củi bà ấy mới chịu nằm lại đến cái màn ăn được mấy hôm rồi đem cất luôn đi kêu là nằm màn bí hơi không chịu được nhưng có phải đâu chỉ sợ nó cũ mất nói mãi nào có để vào tai đến khi thằng chí bị sốt anh y tá bảo vì bị mũi đốt lúc ấy ông mới la cho một chặp bà này nói ngọt không được cứ là phải bắt ép ông vạn sung sướng đã tìm được biện pháp hay liền giơ dao lên ngang mặt chặt vào thanh che kê trên đòn bốp 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 phiên chợ hôm ấy bán lợn xong ông vạn mua vải may cho vợ bộ quần áo thật ông còn tạt vào hàng mậu dịch mua cho con mỗi đứa một chiếc áo bông hoa trên đường từ chợ về làng người đi đông nghịt Rủi cho những người đi ngược chiều phải tránh bà con về chào hỏi mỏi miệng dọc đường về đủ các thứ chuyện chuyện cửa chuyện nhà, chuyện chồng chuyện con, chuyện hợp tác xã. Ăn mặc cũng đủ màu sắc, áo hồng, áo trắng, áo xanh. Nhiều nhất là áo gụ quần thâm của các bà trung nữ, người gánh, người mang đủ thứ, chăn chiếu, vải hoa. Có người còn thiếu bồ cót đựng thóc, đi mua về gánh ngây ngang chật cả lối đi. Ông Vạn hôm nay cũng đi trong đám người này ông mặc bộ quần áo phăng. Cái túi rết đầy lạc lẻ đeo bên cạnh sườn. Tay phải xách nửa cân thịt lợn. Tay trái vắt hai chiếc áo bông hoa. Ông cứ lùi lũi chen đi trước mọi người. Vừa chen, ông vừa ngắm nghĩa hai chiếc áo bông làm cho những người cùng đi cũng phải chú ý. Bao nhiêu tiền đấy hả ông? Ông dơ áo lên ngang mặt, ngoái cổ lại tươi tỉnh trả lời chỉ mất có ba cái chân con lợn con thôi đấy. Của đứa lớn sáu đồng, đứa bé bốn đồng, thế là vừa chục bạc. Thế còn bà ấy không có cái gì à? Bà cháu đã có cái khác ở trong túi này. Tay ông vỗ bèn bẹt vào túi dép, chân bước càng nhanh. Nghĩ đến bộ quần áo của bà vạn, ông lại muốn dở ra xem. Nhưng chót xếp xuống đáy túi dép, không làm sao mà moi ra được ông đành kéo cái túi rết ra đằng trước, rồi lại vất ra đằng sau. Kia quai túi nhùng nhằng trên cổ. Bây giờ lại thấy thắc mắc, chính lúc vào lấy ở hàng may, ông cũng chưa nhìn kỹ cái quần, chẳng biết ngắn dài ra sao, may vá có cẩn thận không. Bà ấy là khó tính lắm đấy. Lúc ở hàng may, chết chết bao nhiêu là người đứng chờ đông nghịt cả. Ông lách mãi mới vào tới nơi. Ông định dở ra xem, cái cậu ở thôn trên chạy ngay lại. Quần của bà ấy đây à? Mùa màng năm nay khá mà. Giả như ông cũng thích chơi trống bỏi. Ha! Ha! Ông vạn mặt đỏ gay, nói tuổi tỏa. Gần chót đời, tao mới may cho vợ được cái quần đây, trống bỏi với chống cơm gì. Thế là bao nhiêu người đổ xô lại. Mẹ kiếp, ngượng chết được ông lúng túng vội xếp bộ quần áo vào túi rết rồi lùi ra bây giờ lại không yên tâm về tới đầu làng còn phải qua một quãng đường hẻm hai bên ria đường bát ngát rừng cọ đồi chè ở đây có nhiều chỗ khuất ông vạn nhìn trước nhìn sau liền dở bộ quần áo của vợ ra xem chà thằng cha này may kỹ đáo để ông vạch xem từng đường chỉ máy tay run run như bị cóng sờ vào cái quần cứ mát lịm đi. Ông chợt nghĩ tới cái váy của bà vạn hồi mới lấy nhau, cái váy vứt bảy khúc sông trăng chìm. Nước mắt ứa ra, ông từ từ gấp quần lại, bước về nhà. Mấy đứa trẻ con nhà ông vạn, mọi ngày bố đi làm thì chúng bỏ nhà đi chơi thật biệt. Hôm nay biết bố đi chợ, chúng chỉ chơi quanh quần trước sân. Chốc chốc cái lý chạy xuống cổng ngóng bố. Chưa thấy về, nó lại lừa em. Bố về rồi, bố về rồi. Hoan hô, thằng chí chạch choạng chạy theo. Khi lý reo lên, thế là phải lừa rồi. Thằng chí mếu máu, đuổi đánh chị. Đến lần nghe ông vạn bô bô từ ngoài ngõ. Chúng mày ơi, có ở nhà không? Hai đứa con reo hò chạy xô ra kia lý nhanh chân hơn nhảy tót ra tận bờ ao, rằng luôn chiếc áo hoa trên tay bố, mặc vào nhảy nhót như hát trèo, rồi chạy biến sang hàng xóm. Ông vạn nhìn theo tùm tìm cười. Khi con nhà dáng lại đi khoe, bà vạn đang nấu cơm trong bếp thấy trẻ con ầm ĩ, cũng đi ra, cầm cái áo hoa trên tay chồng đem mặc cho thắng trí. Nó sung sướng cũng chạy theo chị trong nhà còn lại hai vợ chồng. Bà vạn chợt nhìn thấy nửa cân thịt lợn chồng mới mua treo trên vách, vội kêu lên. Ghê chưa, lại mua cả thịt nữa, ăn hoang thế. Hoang, làm được thì ăn, chứ hoang nỗi gì. Thấy vợ kêu hoang, ông trột dạ, còn cái ở trong túi kia bà lão ấy cũng kêu hoang thì dày dà. Dạ. Ông chưa đưa ra vội, cứ ngồi giết thuốc lào, nói chuyện tràn cung mây, dò ý vợ. Lợn con đắt đáo để, 16 đồng một chú đấy, thế mà bà bảo chỉ đáng 14 đồng. Ừ, đắt thật, gặt hái xong chắc ai cũng muốn nuôi. Ông vạn khua chân múa tay cười hề hả, hai cái má hơi nhăn cứ luôn động đậy. Chết chết, hàng hóa bây giờ sao mà lắm thế? Nhất là hàng mậu dịch, toàn quần áo vải vóc bà con nông dân mình khuân cũng đến khỏe những đống vải to bằng con trâu nằm quay ra quay vào đã hết veo đấy bà có thấy không chục bạc hai cái áo hoa hai mắt bà vạn mở to môi nhếch nhếch cười đầu gật gù theo nhịp nói của chồng bây giờ cái gì cũng hạ rồi tôi cứ tưởng phải mười hai đồng qua mấy câu chuyện thấy vợ đã bằng lòng những việc mình làm. Ông giả vợ như bây giờ mới nhớ ra. À, của mẹ mày có cái này. Mặc thử xem. Ông móc túi dết đưa quần áo cho vợ. Mặt mũi tươi tỉnh. Hai mắt lim dim như cố lấy lòng. Bà vạn không cầm. Nét mặt đang tươi. Tự nhiên xịu dần xuống. Này, chỉ mất có chín đồng rưỡi thôi đấy. Chín đồng rưỡi kìa. Tiền đâu mà lắm thế. Mất nửa tháng ăn rồi còn gì nữa. Chao ổi. Ăn thì cũng phải mặc chứ. Cùng thứ vải của bà lược mặc đấy mà. Mặc bà cau có lại khó chịu. Kệ thầy bà lược. Ai khiến ông may. Khéo lắm. Làm chảy máu mắt ra mới được đồng bạc. Một giây một giờ tiêu mấy chục liền. Bảo rằng dành dụm để chữa cái bể nước mà ăn. Rồi bó cái thềm lại cứ để cho nó lở mãi đi bà vùng vằng chạy xuống bếp cứ ngồi đây đi đây lại ông vạn bực mình hét lên răn từng tiếng gớm thật nói mãi lẫn mãi đâu có cái người khốn khổ thế khốn khổ cả đấy may về thì để đấy mà mặc tôi không có mặc đâu mà cổ ông vạn nghẹn ắng lại đã biết trước là bà ấy sẽ cằn nhằn nhưng có ngờ đâu lại đến nỗi này. Bao nhiêu năm trời, bây giờ mới có mà may, không chịu mặc lại còn gằn hắt. Ông ngồi bó gối trên giường. Bà vạn lại rít lên. Đã bảo từ hôm đan dọ lợn kia rồi. Ai khiến ông, ai cầu ông. Ông vạn đứng phát dậy. Chả mặc thì bán cổ nó đi. Thế đích nào mà phải cằn nhăn. Bán, bán, mua vải bán áo lỗ chật mắt ra lỗ cũng bán cổ mẹ nó đi người đâu lại có thứ người không nói được ông vạn cầm chén nước uống ừng ực buông cái chén ra liền nằm vật xuống giường tiếng bà vạn vẫn chỉ chiết dưới bếp chiều hôm nay bà vạn lại xách cái bị ra ngồi vá quần áo vẫn cái bị rúm gió mọi ngày vẫn những rẻ rách lọ kim ống chỉ đem ra bày biện trên giường như bà lang dạo bán thuốc trẻ con bà ngồi loay hoay bới đám rẻ rách để tìm mụn vá nhưng còn lại toàn gấu cạp với gân đường chỉ có vài miếng gọn mắt lại chẳng vừa lỗ thùng bà đành phải phá cái quần rách nhất để lấy mụn gượng nhẹ mãi mới kiếm được vài mụn tạm gọi là dai sợi bà cầm miếng rẻ cứ xoay dở mãi trên chiếc quần chẳng biết đặt thế nào cho đẹp mắt kỳ cục từ chiều đến gần tối cũng vá xong cái quần bà khoan khoái ngửa cổ vươn vai cắm chiếc kim lên độn khăn tiện tay vuốt lại đường ngôi vén mấy sợi tóc mai vào kẽ tai bà giơ chiếc quần lên ngắm nghía cái quần chẳng được vừa lòng chỗ thì nhăn nheo chỗ lại phùng phùng đôi chân quần bên hếch lên bên quặp xuống bà vạn đứng dậy ướm thử vào người cái quần đã vá nhiều lần nó co lên chỉ bằng ngang bắp chân bà lắc đầu chép miệng vứt xuống giường thế này có chết người không mất toi cả buổi chiều bà ngồi xịu xuống nghĩ ngợi ở nhà chỉ cần mặc kín thịt thì thôi đi họp huyện mà mặc thế này ư người ta cười chết mình là đại biểu của hợp tác xã mặc rách dưới quá họ lại bảo chắc cái hợp tác xã bà này mới bị thất thu thế thì hợp tác còn ra gì nữa. Dại thật. Biết thế này cứ mặc cho xong, ông ấy lại biết lo xa. Mà có ngờ đâu là mình được đi họp. Bà tiếc ngẩn ngơ, thấy mình lại phụ cả lòng chồng. Ông lão hí hừng đi mua về, vợ chẳng mặc lại còn bị dồn một mẻ nên thân. Lấy nhau nửa đời người, có bao giờ vợ chồng xô sát, nay chỉ vì bộ quần áo mà nên chuyện cũng chỉ tại mình cả. Đêm hôm ấy bà vạn không sao ngủ được. Thằng Chí hôm nay ngủ ngày nhiều nó cứ dốc rách mãi không chịu nhắm mắt. Bóp nặn hai cái vú mẹ đã teo hết sữa. Bà vạn lấy tay kéo vú ra ấn đầu nó xuống. Ngủ đi. Gớm thật. Muốn đi một tí mà chẳng tài nào lừa nổi con. Cứ khẽ nhích người ra nó liền níu lại. Rồi chộp đầu vú nhai nhằng nhằng. Ông Vạn nằm bên kia đã ngáy khò khò. Mấy lần bà định gọi chồng mà không mở miệng được. Đến lúc sốt ruột không thể nén được nữa, bà đánh bạo hắng dồn mấy cái rồi cất tiếng gọi. "Ông Vạn, ông Vạn ơi, sang nằm với con, tôi đi đàng này một lúc." Ông Vạn không thưa, cứ lặng lẽ lần sang giường vợ. Bà Vạn đứng ngần ngừ định hỏi, nhưng lại mở cửa ra ngoài gió lạnh thốc vào nhà. Ông thấy buốt tê cả cổ. Ông động lòng thương vợ. Rét thế này mà cứ chạy mãi ngoài trời. Khổ. Người đâu lại có người. Cho thế mới chừa. Lại không thèm hỏi cả. Khoảng 10 giờ đêm thì bà Vạn quay về. Chân bước lặng lẽ trong đêm vắng. Chỉ có sương mù với ánh trăng vằng vặt. Bà nghĩ ngợi lan man. Thế là hết ngày rồi chỉ còn đêm nay nữa sáng mai đi sớm mọi việc chuẩn bị chẳng đâu vào đâu cả quần áo vẫn chưa có hỏi mượn mấy bộ thì chật căng không mặc được vợ chồng cũng chưa bàn bạc với nhau câu gì chả nhẽ sáng mai cứ thế này lùi lũi mà đi từ chiều đến giờ mấy lần định hỏi quần áo hôm nọ mà cứ nhìn thấy lão ấy là gờm gờm bà vạn bỗng thấy tức dồn lên cổ làm gì mà lão ấy không biết mình đi họp, vậy mà không hé răng ra hỏi được một câu. Bà vạn lách cửa bước vào nhà, quở quạng sở bao diêm đốt đèn. Ba bố con ông vạn vẫn ngáy phì phò trong màn. Bà lấy tay rũ những hạt xương đọng trên quần áo, đảo mắt nhìn quanh nhà. Chợt thấy chiếc áo nâu của ông vạn treo trên mắt phòng cộm lên. Bà vạn ngờ ngợ, vội vặn nhỏ đèn gión rén bước lại. À, lão ấy mang về đây rồi. Cất đâu mà kín thế? Gớm thật, cứ để tìm mãi. Bà nắm chặt lấy quai túi. Người lặng đi, tim đập thình thình. Bà khẽ bước lại giường thấy chồng vẫn ngủ say. Thằng Chí xoay ra ngoài chăn, nằm tênh hết, chắc là nó rét lắm. Nhưng bà chưa dám đắp lại, sợ chồng thức giấc. Thấy đã yên trí, bà khẽ lấy cái túi rét xuống, lẻn vào buồng dở ra xem đầy đủ cả rồi ông ấy chuẩn bị cho chăn màn quần áo lại cả tiền nữa bà cảm động tần ngần tay đặt lên trên túi rết bà đứng dậy mặc thử quần áo cứ lúng túng chân sỏ mãi không vào ống quần người run bần bật ánh sáng đèn hoa kỳ chiếu lại cái quần láng nhẫy nhấp nhánh lên bà ngắm nghía thấy quần áo thật là vừa vặn tay bà vân vê trên mặt vải tự nhiên nước mắt ứa ra nỗi nghẹn ngào cứ hừng hực đưa lên cổ bà cắn chặt môi cố kìm lại để khỏi bật ra tiếng khóc hai vai bà rung lên cảnh vợ lý cựu xé quần áo giữa hôm vợ chồng mới cưới nhau cái váy đụp của mẹ để lại mặc mãi đến ngay cải cách những cảnh đó đều sống lại trong giây phút bà đứng ngần ra rất lâu rồi định vào giường ngủ nhưng lại quay ra cái quần cứ cọ vào người sột soạt bà thấy bâng khuâng như hồi cải cách mới được chia nhà đang định cởi ra đến sáng mai đi họp hãy mặc nằm ngủ thế này sợ nó vò nát chợt thằng trí bị hở chăn rét quá giật mình thức giấc nó khóc chu chéo gọi mẹ ông vạn vẫn ngủ say bà vội chạy lại à mẹ đây ngủ đi con bà khẽ ghé lưng nằm xuống những chiếc thang giường chuyển răng rắc bà nhấc thằng trí ra ngoài vạch áo cho con bú chỗ nằm của hai mẹ con có vẻ hơi chật bà lấy lưng ấn chồng dịch vào trong ông vạn chợt thức giấc về rồi à ông vội nhỏm dậy định sang bên kia nằm với kia lý nhưng thấy lạnh ngắt ông lại đặt mình xuống giường tay của phải vợ vội vàng rụt lại người lặng đi ông nằm ngẫm nghĩ một lúc khi tỉnh ngủ hẳn mới nhận ra à mặc rồi chả chê mãi đi đầu óc ông vạn bỗng mông lung quay cuồng cả cuộc đời tủi nhục đắng cay hiện lên bây giờ ông có nhà có trâu vợ con có quần áo mới bà vạn nằm bên cạnh cũng đang thổn thức ông ngập ngừng hỏi vợ mặc rồi à có vừa không vừa không khí lặng đi chỉ có nhịp thở với tiếng chụt chụt mút bú của thằng Trí. mùi hồ vải thơm phảng phất man mát ngày mai đi sớm à ờ đi sớm đến đấy mạnh bạo mà phát biểu đừng có im ỉm như miệng hến thì chán chết một lúc lâu bà vạn lại dặn chồng mai ông nhớ nhắc tổ cày lại chân ruộng đồng na lượt nữa. năm nay phải làm kỹ hơn năm ngoái đấy. biết rồi. ánh trăng luồn qua khe hở chiếu vào trước màn gió lay động rung rinh ánh sáng quệt đi quệt lại nghịch ngợm như hai đứa trẻ nhà ông vạn. tiếp theo chương trình. Mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn mang tên Bữa ăn trên cỏ Tác giả Nguyễn Văn Ninh Nhất chặt che nhì ve gái Cha tôi thường nói như vậy Tôi tên Hoài 19 tuổi cao 1m40 Với chiều cao ấy Tôi không thể trở thành người mẫu Diễn viên Một chàng bảnh trai Thất vọng chiều cao Tự hào chiều rộng tôi nhận thấy bản thân chỉ thích hợp đi cày người lùn đi cày không phải cúi kỳ thực tôi tự nghĩ ai cũng làm thầy giáo công nhân thì lấy ai cày cuốc trồng cây lúa lấy gạo ăn thế đấy chỉ đơn giản là làm được việc nghề mình lấy đuôi con trâu làm thước ngắm xong lăn tăn làm gì cho mệt đời người hai tay vơ vào miệng cả thôi diện cùng làng với tôi hai đứa tôi hôm nào cũng có mặt ngoài đồng tôi đi cày hết đi cày lại chăn trâu diện quanh năm cắt cỏ bán cho người ta nuôi ngựa nuôi cá giữa cánh đồng quê có cây gạo xanh mọc từ đời nào không biết thân cây xù xì lá dày rậm nhìn không xúc cảm nhưng mát quê cũng chỉ cần mát thôi những trưa mùa hạ cày bừa xong tôi không về nhà ở lại nghỉ ngơi dưới bóng mát ấy trông trâu ăn cỏ trông cày trông bừa mẹ mang cơm ra đồng cơm nắm muối vừng với răm quả cả muối hôm nào cải thiện thì có tép đồng kho tương làng tôi hay ví đẹp như cái tép kho tương kho đi kho lại nó trương phềnh phềnh thế là ác nhiều hôm tôi để lại vài con tép sau bữa ăn tôi cầm trên tay mân mê mẹ thương tôi cứ ngồi nhìn tôi ăn hết bữa nói bâng quơ vài câu chuyện trong làng chuyện nào tôi cũng nghe rồi biết rồi nhưng khi kể mẹ cứ pha một chút lo sợ sầu não khiến cho nỗi buồn lan cả sang tôi xong bữa bà cuộn những tàu lá chuối cơm thừa cho vào bị cói mang về ném cho gà nhặt dáng mẹ xa dần nhỏ dần khuất dần tôi nhìn mẹ nhìn mãi khi dáng bà đã khuất lấp sau lũy tre. Làng kề cánh đồng, đồng kề dòng sông. Trên đầu tôi là vòm lá gạo xanh, thân cây gai kèn dày như giận bám rái trâu. Nhiều hôm diện không về ở lại ăn chung nắm cơm mẹ tôi mang ra. Bữa ăn trên đồng cỏ, dưới vòm gạo gai, giữa mùi hoai của đất. Những lúc ấy mẹ tôi thường dắt trâu cho ăn những thảm cỏ dưới triền sông xa xa mẹ không phàn nàn về cuộc sống, về làng xóm, về tôi. Mẹ chỉ thèm một đứa cháu, còn tôi một năm nữa xã mới cho giấy kết hôn. Diện phải hai năm nữa. Hai năm, một tờ giấy. Những lúc ăn cơm cùng diện, tôi ăn không ngon. Tính tôi vậy, thợ cày, ăn tùng tục mới ngon. Nhưng mẹ tôi bảo trước mặt con gái, không nên, chán thật khi được dạy dỗ, người ta sống khổ hơn thì phải. Mẹ bảo, con ăn như đứa ba ngày mới thấy miếng. Ăn từ từ thôi. Người ta không chỉ ăn lấy no mà còn phải ăn cho đẹp. Đẹp, tôi gằn giọng, Mặt bị xị, nặng nề như chiếu ướt. Nhất chặt tre, nhỉ ve gái, bố tôi dậy. Tôi nhìn cánh tay mình, cơ bắp nổi lên, cuồn cuộn như gốc tre rắn chắc tôi tự hào, nằm sấp trên cỏ trườn trải, cỏ nhầu nát. Có hôm tôi bảo Diện thử gang bàn tay vào cánh tay anh xem. Diện gang một gang không hết. Chắc không? Chắc. Rắn. Tôi hỏi, đóng cọc được không? Đóng cọc được đấy. Ai đóng cọc mà chẳng dùng tay? Diện cười, kể rằng, có người bảo, anh cày giỏi, em cắt cỏ nhanh, hai đứa lấy nhau được mùa thu đến, lúa thu phơi màu chờ mùa gặt, cỏ mọc ngập bờ. Tôi dắt trâu lượn hai vòng bờ ruộng là no căng, cho trâu xuống sông tắm cùng. Tôi thích nằm sấp trên lưng trâu, nhiệt từ thân mình nó tỏa ra. Tôi nhớ đám cỏ nhèo nát, tôi nhớ một hình ảnh xa xôi không hình dung được. Vậy thôi, diện lên thành phố được hai tháng, đi trông một người già ốm yếu diện bảo tết mới về nằm trên lưng châu tôi tính còn bốn tháng nữa bốn tháng qua đi một mùa ngô sau hai mùa lúa tất cả đã thu hoạch những đường cày thẳng tắp đất lật lên phơi trong nắng hanh vàng đất này chỉ phơi được mấy ngày thì nước từ các kênh đào thủy lợi đổ về đồng ruộng nước về đất xèo xèo như tôi vôi tất cả chuyển sang bừa nhuyễn bùn rồi cấy mùa cấy cả làng đổ xô ra cánh đồng cho kịp thời vụ những bữa ăn lại được bày ra trên cỏ ngay bờ ruộng diện về cả làng xôn xao diện ra đồng cả làng ngước nhìn diện đến chỗ tôi cả làng kinh ngạc mặc rời lạnh gió đông diện vận chiếc váy ngắn đi đôi guốc cao nhún nhảy đi được một quãng đồng diện cởi guốc sách tay da trắng môi hồng, tóc màu hạt rẻ. Cả làng suýt xoa. Ôi chao cô diện diện thật. E hèm, có tiền cú cũng thành tiên. Da chân da tay đẹp như đánh phấn. Làm thuê mà cũng lắm tiền. Rồi họ nói ngậm ngùi hơn. Suốt ngày chặt bùn vơ cỏ vạc bờ. Gánh phân, nhổ mạ, tay chân răn reo như khúc rồi. Diện ơi diện, lại đây. Lại đây cho chị ngắm một tí em ơi. Đời em thế mà thơm. Có đánh đổi gì không em? May mắn. Em là hạt mưa xa vườn đào rồi. Chưa vào cấy. Buổi trưa cả làng về nghỉ. Diện không về. Tôi và Diện ngồi dưới gốc cây gạo. Tôi cảm tưởng xa Diện từ lâu lắm rồi. Năm nào ấy tôi không nhớ nữa. Tôi hay mơ hồ và xuẩn ngốc. Chẳng lâu đâu mấy tháng cách đây thôi. Vậy mà, ngày đó hai đứa vùi trong đồng ruộng, mùi cỏ lúa, mùi hôi trâu, mùi bùn. Bây giờ diện thơm, mùi thơm là lạ, xa hoa, mùi thị thành. Diện bảo đó là nước hoa Enchanter, dầu gội hết en sâu sữa tắm đô. Anh biết không, em được chăm sóc từ chân đến đầu từ đầu đến chân chẳng thiếu chỗ nào cả thích lắm. Thành phố người ta không coi thường con gái như ở đây đâu. Diện nói xong, môi dậu lên như chó cái. Toàn con người Diện lần đầu tiên khiến tôi ngây ngất. Tay Diện lần lần đùi mình, có chân, gập đầu gối, móng tay để giải vót nhọn tô màu cánh sen. Vê nhẹ nhẹ trên bắp đùi qua đầu gối qua cẳng chân, cổ chân và những ngón chân mười móng chân óng ánh như đồ thở sơn son thép vàng. Như rắn mồng năm, diện bóc một lớp da mong mỏng. Gì đấy? Tôi ngạc nhiên. Diện nhúi vào chán tôi một cái, mắt nhấp nháy, cười, quê, tất chân. Diện xòe bàn tay trắng hồng thon thả búp măng. Đâu rồi bàn tay em? Bàn tay cắt cỏ em úp lưng tay vào nhau múa một vòng chạy ngược qua rốn qua bụng vòng lên qua vú vũ. vũ nữ mắt lim dim anh nhắm mắt lại đi diện khẽ đặt hai bàn tay lên mắt tôi nhắm mắt lại nhắm mắt lại em cho diện đặt vào tay tôi một vật mềm mềm tròn tròn ấm nóng tôi hoảng tôi tưởng rằng không diện nói bánh đấy bánh em mua từ thành phố về. Nguội rồi nhưng em cho vào nồi cơm hấp lại. Diện nói tên bánh rồi bảo tôi nhắc lại. Anh phải tập đọc cho quen. Tôi đọc triệu trạo đau cả mồm vẫn không thành tiếng. Diện bảo, anh nhìn vào miệng em nhé. Lưỡi đặt vào giữa hai hàm răng này. Phát âm này. Xăng quýt. Xăng Bánh bao. Tôi đọc theo. Diện cười chê. Anh đọc như người Lào. Anh ăn đi. Đừng nhìn em. Diện như cô văn công kẻ vẽ môi mắt, lông mày tự nhiên. Diện lấy trong sắc ra một chiếc gương con, một chiếc bút chì. Vừa ngắm vừa kẻ, vừa đai giọng chê bai, mới từ nhà ra đồng mà dung nhan em giảm hẳn. Tôi tỏ ra không hiểu. Diện bảo, eo ơi, ơ quê thế này thì em chết mất không về quê thì nhớ mà về rồi lại muốn đi luôn nhìn diện nói bờ môi kẹp vào lưỡi như trẻ con học hát trông vừa ngây thơ vừa xa lạ chân diện gác lên đùi tôi da chân mịn màng gót đỏ móng chân đỏ quê không ai có bàn chân đẹp như diện bàn chân em đung đưa trên đùi tôi thỉnh thoảng bàn chân lại đập khẽ vào bụng giữa đồng không mông quạnh lúc này tôi không hiểu được chính tôi tôi đớn hèn. Chỉ thạo chặt che thôi. Tự nhiên tôi buồn. Một nỗi buồn mênh mang. Trước mắt tôi đồng ruộng chờ gốc giả. Lúa đang thì con gái. Mùa hoa cải bên sông. Diện kể tiếp. Ở trên thành phố em đã biết đi xe máy. Ông tập cho em đi. Hôm đầu em ngồi đằng sau. Ông chở em đi chợ này. Đi siêu thị này. Đi bờ hồ này. Ăn kem này, kem thành phố tròn ngoài một màu trong một màu sữa trong kem rơi rớt lên áo lên bờ môi dấp dính rồi ông chở em ra ngoại thành đi câu không như ở quê đi câu là kiếm miếng ở thành phố đi câu là thư giãn trời ơi thích lắm nơi đó cần có rồi mồi có rồi chỉ việc đến ngồi vào lều thôi cái lều giống như cái sàn nhà ấy đi ra lều bằng chiếc cầu gỗ xinh xinh hai người một lều. Vui lắm. Gió dưới gió lên, gió trên gió xuống, gió ngang người làm tóc em bay bay, cây cối xung quanh cũng như vui như cười. Đời như thế mới thật là cuộc đời. Đường câu, ông hỏi em có cảm xúc không? Em không biết cảm xúc. Không nói. Ông cười hí hí. Ông bảo chân em hồi mới ở quê lên nứt nẻ. da vàng mốc thích nhìn ngài ngại. ngại ông đặt bàn tay vào chân em xoa nhẹ gan bàn chân em không thích ông chê như vậy nhưng cử chỉ âu yếm của ông em không chống cự ông cười xoa vào bàn chân em ông ngắm như chủ hiệu ngắm chiếc bánh mì mới ra lò ông bảo chân em không thể chê bây giờ hết chê bàn chân này phải được chăm sóc ông đặt bàn chân lên ngực tay nắm lấy cổ chân xoa bàn chân lên ngực mấy vòng xuôi xoa ngược lại mấy vòng tiếp tục ông xoa xuống bụng xuống bụng em có cảm giác như đang trượt chân trên lụa trơn như tơ nhung ông hỏi có cảm xúc không thích không em đưa nốt bàn chân kia cho ông xoa kệ ông hôm đó trên đường về ông nói thỉnh thoảng chúng mình đi câu nhé ông ở một mình ông cô đơn ông thương em một mình ông một nhà ba tầng chẳng ai lo cho em được như ông cả trên đời này cả nhà cũng như ông bảo em chỉ cần nấu cho ông ăn ngon miệng là được ông không chê các món nấu ngược lại còn khen ngon ông hay khen nhỉ thế là em thành công rồi diện ngừng kể tôi hỏi hôm nào em lên thành phố mùng hai tết em phải lên chứ không thì lấy ai nấu cho ông ăn. Vắng em ông ăn nhạt miệng. Em thấy mình có ích cho một người. Mình muốn sống hơn. Quê thật bạc. Mọi người chẳng xem em ra gì. Gọi em là con diện cỏ. Ở thành phố thì con ông bảo em là rẻ rách. Còn ông, ông gọi em là nàng tiên. Em không biết. Tiên với trả Phật. Nhảm. Trong lòng em, ở đâu được tôn trọng là em thích. Là em nhớ. Thế thôi. Diện nhìn tôi, anh cũng chẳng tôn trọng em đâu. Lúc nào anh cũng một điều bố, hai điều bố. Bố anh. Bố anh dạy, nhất chặt che nhì ve gái. Đấy, chẳng có gì là của anh cả. Anh ăn đi. Bánh bao đấy. Xăng uính. Em về thôi. Thế con. Nhún nhảy. Kiêu hãnh diện đi, để lại đôi tất chân, giấy lau miệng, bánh bao xăng uích, đánh mông. Chân trần em lướt đi trên đất trên cỏ, trên đồng quê. Đôi chân dài thon cứ uyển chuyển bắt chéo vào nhau mở dần, khuất dần sau lũy che nhàn nhạt, nhạt. Tôi vân về đôi tất chân mỏng dính, và đám thức ăn để lại. Trên cỏ mùa đông, tiếp theo chương trình mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn mang tên lòng dạ đàn bà tác giả hoàng thanh hương ngày còn con gái chị nổi tiếng đẹp nhất làng ngọ một làng nhỏ nằm ở vùng chân núi trung du miền bắc chị có làn da trắng mịn trắng như những bông tuyết chắc vì thế mà bố mẹ đặt tên chị là tuyết cả làng có một cái giếng thành cao không tới đầu gối người lớn sát bên cây mít trăm tuổi chiều nào làm lụng về đám con gái đều ý ới rủ nhau ra gánh nước giếng sát đường chính của làng nên ai cũng tiện ghé chiều nào đám con gái làng rửa chân rửa mặt rửa rau tép ở đó là đám trai làng đều kiếm cớ tạt qua múc nước uống kéo nước hộ trêu chọc người mình thích giếng tháng hạ sâu hun hút kéo được gầu nước mỏi xoãi cơ tay mà ai cũng dạo rực hớn hờ anh nào cũng muốn kéo nước gánh nước về nhà hộ chị. 20 tuổi, chị xin thầy mẹ cho đi thanh niên sung phong. Nhà có độc mụn con, mẹ chị vật vã lấy cơm mất mấy ngày. Thầy ngồi hút thuốc lào đến tận khuya, chả nói chả rằng. Mẹ mỗi sáng vừa tết tóc cho chị vừa rủ gì. Em định thế mẹ biết là phải nhưng nhà ta neo trước hay là em nghĩ lại chứ em đi nhớ có mệnh hệ gì thì bà nội và thầy mẹ chết mất. Chị ngó lơ lên ngọn khế, Hai năm trước làng vui gái trai rôm giả mùa cấy mùa gặt. Giờ làng toàn ông lão, trẻ con, đàn bà. Người chị thương chẳng biết giờ ở chiến trường nào. Còn hay mất, vài tháng làng lại có tin báo từ chiến sĩ. Người ấy và chị chưa nói một câu hẹn hò nhưng chị nguyện chỉ đợi người ấy. Chị ngó lơ lơ cây chanh hoa trắng bung biêng dưới nắng mai. Lá chuối quạt phần phật đêm trước ngày chị lên đường sáng sau vừa tết tóc cho chị mẹ vừa khóc em có mệnh hệ gì mẹ chết mất chị nói mẹ để con đi con sẽ trở về con hứa chị thấy tay mẹ run run trên những cọng tóc mềm óng ngọn xuôn chấm thắt lưng hòa bình lặp lại chị trở về làng ngôi làng nhỏ chỉ vài chục mái nhà sống bình yên dưới một thung lũng có những suối lạch đôi bờ cỏ hoa dại tốt um cua cá nhiều vô kể. Biển biệt hơn 10 năm trở về, chị nằm trong số ít người may mắn. Mẹ chị mắt mờ, tay run chẳng còn thắt nổi tóc cho chị, mà tóc chị cũng chẳng còn những cọng tóc mềm óng. Ngọn xuân chấm thắt lưng, giờ chỉ còn một nắm xác sơ, động lược vài đường là rụng xuống vo nhám lòng tay. Từ lâu lắm, từ đận ở rừng đến giờ chị sợ trải đầu. Mộ bà nội giữa đồng cỏ hoa dại phủ um tùm. Mộ thầy sát bên, trồi lên bụi cây sim mùa lại mùa qua hoa nở hoa tàn tím dìm dị. Mẹ chị dặn khi nào bà chết, nhớ chồng sát mộ bụi cây sim. Cuối năm đó bà đi, thanh thản trong vòng tay chị. Nhà người ấy đắp cho anh nấm mộ gió trong vườn. Mẹ người ấy xuống tóc vào chùa làng bên đã mấy năm. Chị ngại qua nhà anh, chị né con đường qua cổng nhà anh lần nào qua chị cũng khóc. Khóc không cầm được và đêm ấy chỉ toàn ác mộng, chỉ toàn thấy anh ngực vỡ toang, mặt đầy máu, đờ đẫn với gọi Tuyết ơi, Tuyết ơi. Huyện có quyết định đưa chị về làm cán bộ phụ nữ xã. Xã có sáu làng, làng này cách làng kia cánh đồng. Xã có đủ ban bệ nhưng mọi việc từ làng trên làng dưới không có việc gì mà không đến tay chị. Từ việc chồng trọt chăn nuôi đến việc vợ chồng xô sát con trẻ đánh cãi nhau góp công góp của làm công ích có kẻ sỏ xiên hỏi chị tại sao đã ngoài ba mươi mà không tìm lấy một đám chiến tranh hết rồi người ấy hy sinh rồi việc làng việc xã lo cả đời sao mà hết được những lúc đó chị chỉ cười cho qua chuyện tuổi chị lứa bạn ở nhà đã có đứa sắp lên trước bà ngoại ngày nối ngày công việc tất bật nhưng mỗi buổi tối trở về chị cứ ngồi trước gương khóc chị thấy mắt mình đang mở dần, tóc đang rụng nhiều hơn. Ngày ở rừng Trường Sơn mấy chị em không ai mà không thèm thuồng có được mái tóc vừa dài vừa xuân của chị. Cả đội tìm bổ kết rừng, hoa, lá thơm vò ủ gội cho chị, ngắm nghĩa, nâng niu như tài sản chung. Vậy mà giờ đây mỗi lần đi đâu chị phải đội chiếc mũ vải tự khâu, cuốn cái khăn xòa vừa để che những để vùng ra đầu hở lộ vừa bảo vệ những sợi tóc còn lại chị không thích đêm bởi vì đêm xuống chị chỉ còn lại một mình nỗi cô đơn bao trùm căn buồng chật và ở thung lũng này dường như đêm dài hơn ngày bình minh rất muộn tám giờ mới thấy mặt trời đến bốn giờ chiều hoàng hôn đã buông trùm chị cố ngắm nhìn mình vì chị sợ mai mốt không còn nhìn thấy chính mình được nữa mắt đang mở dần mỗi ngày nhiều đêm chị ao ước có một gia đình hạnh phúc như bao người đàn bà bình thường nhưng rồi nghĩ đến những vết tích trên thân thể mình nghĩ đến chất độc hóa học trong lục phủ ngũ tạng đang hành hạ chị mỗi giây phút lòng chị trùng khựng chị không muốn ai cùng chịu khổ với đời chị quãng còn lại tháng ngày dần trôi chị không còn thấy những tia nắng ít ỏi chiếu xuống ngôi làng của mình nữa trên đầu phải quấn khăn như tu sĩ chị làm việc nhiều hơn người trong làng nói rằng chị làm cho quên bớt nỗi đau, nỗi cô quạnh. Họ không phục chị một nữ cựu chiến binh tàn mà không phế. Chị có thể đi hết nhà này đến nhà khác vận động bà con mà không cần ai dẫn đi. Hôm nào làng xa chị đi chung xe đạp với mấy chị cùng hội, gần gần chị dò gậy đi. Người ta khen chị tài, chị cười cười thùng thẳng con đường làng này có bao nhiêu cái ổ gà, có bao nhiêu cái ngõ, có bao nhiêu mùi hương chị đều tỏ chị đi bằng linh cảm một chiều chủ tịch xã gọi chị lên thông báo huyện vừa xét xây cho chị một nhà nghĩa tình đồng đội cả làng xôn xao ai cũng mừng ai cũng muốn chị có căn nhà mới vững chãi thay cho cái nhà ọp ẹp chị đang ở vì xét về chiến công thì chị là người có nhiều thành tích nhất nhưng chị nói với lãnh đạo xã chị chỉ có một mình ở sao cũng được chưa cần thiết phải xây bây giờ đề xuất đó cho gia đình cô Châu có chồng hy sinh, một mình nuôi hai con nhỏ. Sau khi nghe chị trình bày xã đồng ý, chủ tịch giao cho hội phụ nữ mà trực tiếp là chị lo lắng việc xây nhà cho chị Châu. Chị quen anh từ cuộc đó, việc xây dựng khiến chị đi lại nhiều với anh chủ thầu tóc xoăn, dáng thư sinh, nói năng nhẹ nhàng. Người trong làng bắt đầu xì xào. Anh là một thợ xây có nghề trên phố huyện, cả mấy xã đều biết tiếng cứ xây nhà là tìm mướn anh bằng được người đâu mà dễ tin dễ mến nhìn chả giống dân thợ vôi vữa gạch ngói lúc nào cũng thanh cảnh lịch thiệp đám thợ của anh cũng thế nề nếp chu đáo nổi tiếng xã trong xã ngoài anh đã có gia đình hai con gái đã biết đi chợ theo mẹ vợ anh bán thịt lợn trong chợ phố huyện chị thích nghe giọng anh nghe giết nghiền nhiều đêm cố không nghĩ về anh đêm rất dài căn buồng chật trội nghe tiếng chờ mình thở nhọc của chị mấy đêm nay chị lầm rầm ước có một đứa con một chiều mưa anh chở chị đi thanh toán tiền vật liệu khi quay về trời đã tối mưa càng lúc càng lớn hạn anh ngược mưa đạp xe chốc chốc quay lại hỏi chị lạnh không ướt không đói không chị ước gì đường dài hơn nhà xa hơn anh mở cửa đốt đèn hai con người ngồi lặng lẽ chị cố nén thở lồng ngực chị như muốn vỡ bung chị giơ tay vuốt ngực nấc nấc giật giật anh chạy đến bên chị hốt hoảng bàn tay chị lạnh giá nằm gọn trong tay anh nóng hổi cả ăn phòng chỉ còn nghe tiếng muối vo ve tiếng thở gấp tiếng kéo kẹt của những thanh giường chưa bao giờ phải chịu sức nặng của hai người. Căn nhà nghĩa tình xây xong cho chị Châu và đám con. Cả làng hớn hở góp gạo, góp gà vịt liên hoan tưng bừng. Chị âm thầm hạnh phúc vì sắp được làm mẹ. Khi bụng lớn dần, chị chẳng giấu che. Mấy chị bạn thân trên huyện bảo cứ phải vinh lên. Đấy là quyền của một người đàn bà. Chị càng được quyền đấy đứa nào rèm pha xé nát mồm chúng ra. Lũ thất đức, chúng nó cứ gừm gừ những kẻ bêu xấu chị làm cán bộ mà chửa hoang. Bụng chửa vượt mặt chị vẫn nhờ người trở lên huyện bảo lãnh cho mấy hộ nghèo vay vốn sản xuất chăn nuôi. Trong số ấy có đứa nói xấu chị nhem nhẹm. Chị âm thầm đi qua tháng ngày đặc biệt của đời mình. Âm thầm nuốt hết vào lòng những chê bai, rẻ biểu, thương cảm của nhân gian căn buồng chật trội đêm đêm lầm rầm tiếng trò chuyện, tiếng cười nựng khẽ khẽ. Ngày chị sinh, người cân gạo nếp, người trục trứng gà, căn nhà nhỏ tấp nập người đến đi, oa wow, oa wow, tiếng trẻ, những suýt xoa trầm trổ đứa bé kháu khỉnh, tiếng mắng yêu, gọi nựng. Thằng con của chị lớn lên trong sự bảo bọc của cả làng, chị đặt tên nó là Tâm. Thằng con trai chị càng lớn càng đẹp, nước da trắng như da mẹ đôi mắt giống hệt bố tóc xoăn gợn sóng đen nhánh cả làng biết bố nó là ai cả làng giờ thương chị bây giờ chị không còn buồn vào những buổi tối thằng tâm biết lật lẫy bò nhổm rồi đi bi ba bi bô gọi mẹ mẹ nói cười ầm nhà đêm đêm chị sờ mặt con để tưởng tượng khuôn mặt của nó mắt chị không thấy nhưng trái tim chị thì thấy con rất rõ châu bảo nó đẹp lắm nó giống anh như tảng chị cứ ôm con giết vào lòng ngỡ mình đang mơ anh không giữ nổi lời hứa với chị đêm ấy từ khi biết tin chị sinh con anh đã không muốn giữ lời hứa ấy một chiều anh tìm đến căn nhà ọp ẹp anh nhìn căn buồng chật trội nơi anh đã ngủ lại một đêm mưa lớn anh đứng lặng nhìn thằng bé môi đỏ tóc xoăn gợn sóng đang cười như nát nẻ dưới trận mưa hôn của mẹ nó giống anh quá chị như linh cảm được có người lạ đứng trước cửa chị buông thằng bé quờ quạng ra phía cửa anh chạy tới ôm chị vào lòng họ khóc những giọt nước mắt của khổ đau mãn nguyện dây dứt một chiều vợ anh hay chuyện chị con gái cả một nhà buôn bán lớn ở chợ huyện cao to rắn chắc, tay rào tay thớt thoăn thoắt, cười nói dồn ràng. Khắp vùng này ai trả nể tiếng lâm thịt lợn. Hai đứa con gái của anh cũng phong phanh chuyện bố có con riêng ở xã dưới. Khi nghe báo anh có vợ bé, chị giận điên cuồng. Mặt đỏ bừng bừng chém mạnh con dao chặt xương sắc lẹm xuống thớt. Chị gọi thêm hai cô em họ kéo nhau đi. Hỏi dò mãi cũng đến được ngôi nhà nằm ẩn mình giữa vườn chuối. Cái cổng xô sạch, lối vào cúc vàng nở thơm nồng nồng. Chị ra hiệu cho lũ em họ dừng lại. Chị ngó người phụ nữ đang quở quạng quanh đứa con, vừa nịnh, vừa giò đút từng thìa đút cháo vào miệng con. Lòng chị mềm lại. Chị đứng trước mặt người đàn bà gầy gò, đầu bịt khăn như tu sĩ, hai tròng mắt nâu mở to vô hồn. Chị lại gần thằng bé, tim thắt từng cơn. Trời ơi! nó giống anh quá chị lại gần hơn để quan sát kỹ người đàn bà mù đang ngồi trước mặt chị như hóa đá khi thấy tình địch không hề hay biết sự xuất hiện của kẻ lạ bình thản của quạng kéo giữ con vừa dỗ dành vừa cố đút thìa cháo vào miệng đứa bé lòng chị thon thót chị cầm tay tình địch và khóc hai người đàn bà ngồi bên nhau sùi sụt quên thời gian một chiều người làng thấy chị Lâm thịt heo chờ mẹ con chị Tuyết mù lên phố huyện. Một chiều, người làng lại thấy chị Lâm thịt heo chờ mẹ con chị Tuyết mù từ phố huyện về làng. Họ vừa đi vừa nói cười. Thằng cu con ngồi ghế trước cũng tuét miệng cười. Người viết chuyện này. Một chiều ghé sang nhà chị Tuyết vay gạo. Đúng ngay khi chị Lâm mang thịt, sữa xuống cho thằng cu tâm. Ngồi đợi ngoài thềm. Tôi nghe họ chuyện chị lâm bảo thỉnh thoảng em để chị đưa con lên nhà chơi cho chúng biết chị biết em mà thương nhau sau này nó lớn phải cho lên huyện học hành phải lo cho nó đàng hoàng đời em khổ mãi rồi đời nó không thể khổ lây được còn có chị đây tôi ngó vào thấy chị tuyết ngồi lặng nghe như nuốt những lời vợ anh nói chị lần tìm và nắm chặt tay người đàn bà đã chia sẻ cho chị một phần hạnh phúc của mình nước mắt lã chã Chị lắp bắp mãi cũng chỉ thốt được vài tiếng chị ơi. Chị thương mẹ con em. Em có tội với chị. Tôi thấy họ ôm nhau. Hai người đàn bà bên nhau sùi sụt khóc quên thời gian. Thằng cu tâm ngồi bệt dưới chân hai mẹ nó mải chơi với con ngựa gỗ và sợi dây. Trời chán. Nó xà vào lòng mẹ tuyết rồi lại chạy sang xà vào lòng mẹ lâm. Tôi ngồi ôm cái giá không nghĩ ngợi mông lung hoàng hôn trùm lên khu vườn chuối ở giữa có căn nhà nhỏ ọp ẹp của người đàn bà mù và thằng cu tên tâm mà đến tận giờ ký ức của tôi vẫn nhắc nhớ. Và cả lòng dạ một người đàn bà tôi vẫn nhớ tên. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn mang tên Ban Mai Lạnh, tác giả, phong điệp, thần linh ơi gã vác cái đầu chọc lốc, nhếch cái khóe miệng đanh đá đón cô ở cổng cơ quan. Thật không phải là gã đấy chứ. Không phải gã thì còn ai vào đây nữa. Cái cười theo kiểu kệ cha đời thì dẫu có bôi bồ hóng đen xì khắp mặt gã cô vẫn nhận được ra. Nhìn gã nước mắt cô tự nhiên ứa ra. Vậy mà hôm trước cô nghe phong thanh. Nghe xong lòng tê tái như thể sắp mất đi một phần cơ thể mà chỉ biết buông tay bất lực cô cuốn cuồng nhau đến nhà tìm gã. Mở cửa là một người đàn ông trung niên hói sọi cả đỉnh đầu, dáng vẻ mỏi mệt, trả lời mớ câu hỏi lộn xộn của cô bằng cái giọng ngái ngủ truyền đi rồi. Trong tích tắc, cửa đóng sầm lại, một lớp bụi mơ hồ bay ra đáp trả lại cô sau cú dập cửa quá mạnh. Cô ngơ ngẩn nhìn chăm chăm vào cánh cửa sơn xanh chóc lở, chi chít tem quảng cáo các loại, tử thông tắc bể phốt đến sửa máy giặt, tủ lạnh và cung cấp gà giá rẻ. Trong cô dậy lên mối hổ nghi rằng gã vẫn trốn đâu đó ở phía sau cánh cửa bí ẩn kia. Cô kiên nhẫn đứng nhìn các số điện thoại dán lộn xộn trên cửa như thể có chỉ dẫn bí mật của gã găm lại trên đó. Cho tận đến lúc một bà thu gom đồng nát xuất hiện, mắt vừa nhìn cô rẻ chừng, tay vừa nhặt nhạnh mấy vỏ thùng ca cũ chất dưới góc hành lang. Gã đi đâu? liệu ai có thể trả lời cho cô câu hỏi ấy? Làm ơn. Gã đừng ngã rúi vào một xó nào đó và rồi khi có người phát hiện ra thì mọi chuyện đã quá muộn. Cô lục tung những địa điểm tình cờ biết rằng gã hay ghé thăm nhưng chưa khi nào muốn lôi cô theo. Những cái lắc đầu thờ ơ. Những ánh nhìn dò xét. Những thái độ rẻ chừng. Điện thoại ngỡ là thứ kết nối nhanh chóng nhất tin cậy nhất thì trong trường hợp này nó trở thành đồ phản trác với thứ nhạc chờ nghe như kèn gọi hồn tử sĩ và thông tin báo lại chả khác nào một con vẹt lười biếng vừa dùng xong bữa sáng quá đà thuê bao hiện đang ngoài vùng phủ sóng xin quý khách vui lòng gọi lại sau vậy là mọi nỗ lực kết nối với con người ấy đều vô vọng rồi thì bất thình lình gã đùng đùng xuất hiện phờn phơ như thể chả có gì quan trọng sất thê lô cô mình. Nghe mà ức đến phát khóc. Cô là thế nào mà gã nỡ đối xử với cô như vậy? Gần chục năm anh em gắn bó thân thiết. Chẳng lẽ gã không thể sống có trách nhiệm hơn với bản thân và người khác được hay sao? Chẳng lẽ... Mà thôi, còn hiện diện trước mặt nhau thế này, còn cảm nhận được hơi thở của nhau thế này là hạnh phúc lắm rồi. Cô ghim những nhịp thổn thức đang dâng lên nghẹn nghẹn gã lấy chân khều cái bàn ra xa khỏi đám khách đang say sưa tranh cãi nhau xem vua khỉ trong phim bom tấn vừa công chiếu khiến bà con trên Facebook lên đồng tập thể được làm kỹ xảo có bao nhiêu cây lông. Khóe miệng gã không quên kéo lên cỡ một phần năm nụ cười. Ôi cái kiểu nhếch mép bùn xỉn mà thể có thần linh. Cô nhìn mà chỉ muốn vạch thêm cho gã một vệt bổ hóng đen xì phía mép bên kia cho cân xứng với cái thứ điều tòa có hạng. Kệ, gã giơ tay gom rúm ba cái tay ghế như kiểu trẻ con gom que tính sang phía bàn vừa kê lại. Đoạn đặt phịch cái túi vải màu cháo lòng to tổ chẳng xuống một chiếc ghế. Ổn định xong bàn tọa, gã vớ cốc nước lọc bà chủ quán chu đáo vừa bưng ra. Uống như cả năm không có giọt nước nào được chui vào cổ họng. Sau khi giải quyết xong cơn khát, gã mới xăm soi hai khóe mắt vẫn còn dấp dính nước của cô nhện vừa đi tiểu vào mắt à cô phì cười ôi cái con người khó chịu này biết thế em chả thèm lo nữa cho xong lo gì á à, à lo tớ nghèo cù tẹo chứ gì Ôi dào. chết thế quái nào được còn sống mà ăn vạ đằng ấy nữa chứ nhỉ anh không nghiêm túc được một tí à túm lại là anh bị làm sao sao không chịu nghe điện thoại của em đằng ấy gì mà căng thế? Đây đang rất chi là nghiêm túc nhé. Nghiêm túc là đang ngồi đây. Chưa chết. Nhá. Đừng giấu em nữa. Mọi người nói với em rồi. Ôi dào. Có gì đâu mà phải giấu. Giấu thì đã chả ai biết mà nói đến tai đằng ấy. Nhưng sao em lại là người biết sau cùng? Tại sao? Giọng cô tự nhiên như người bị hụt hơi cái con người đáng ghét vô tâm kia có khi nào quan tâm đến cảm xúc của cô không vậy gã ngồi im mắt chân chối nhìn dòng xe cộ nườm nượp đi trên phố hai bàn tay vặn vào nhau răng rắc giọng nói hờn giận ánh mắt trách cứ của người con gái ấy làm gã tê tái nhưng gã biết thanh minh thế nào đây ừ thì nhìn cái đầu chọc lốc vì chạy hóa chất có khờ đâu mà không hiểu Nhìn thân hình sọp đi như miếng cao khô, màu da bợt dần sức sống của gã ai mà không đoán ra. Sau khi nhận tờ kết quả giống như một án tử, gã không dám tin. Gã vò viên tờ giấy, chút vào đó những nỗi hận vô cớ rồi thẳng tay vứt vào thùng rác. Gã gọi đám bạn đi lô lô tì ca giải xuôi. Khi đám bạn thả gã đã mềm nhũn như sợi bún về đến nhà và lượn đi sạch bách thì những cơn đau thốc ngược từ dạ dày lên tìm đến gã. Gã lăn lê như con chó bị trúng bà dưới sàn nhà, dãi rớt đầy mồm, ruột như sắp bờ giữa già. những tưởng có thể chết ngay đi được. Hôm sau, khi đã tỉnh táo hơn, tĩnh trí hơn, gã lặng lặng mọi từ thùng rác tờ giấy nhầu nhĩ lên. Gã nhìn chân chối vào bản án dành cho mình gã không thể kệ cha đời. Phải đối diện với sự thật mà tìm cách giải quyết vì đằng nào ngày mai gã cũng không thể chết ngay được. Phải sống và hy vọng. Câu này nghe hơi xến, nhưng lúc này thì đúng với gã. Một liệu trình điều trị được lên kế hoạch. Cũng may trước đó gã mua bảo hiểm nhân thọ của một hãng có uy tín chỉ vì cả nể đứa bạn làm ở phòng kinh doanh giờ thì nhờ tấm bùa hộ mệnh ấy các khoản chi phí dội lại gã không đến mức quá nặng nề thôi thì ông trời còn thương ngày nào biết ngày ấy không thể chết ngay ngày mai nhưng miếng da lừa của gã chỉ còn tí teo thôi thì ai chả phải chết nhưng chẳng ai muốn điều đó tìm đến với mình cấp tập như thế nhất là khi gã còn trẻ còn bao nhiêu kế hoạch hay ho dù sắt đá đến đâu sự thật nghiệt ngã kia cũng đốn hạ gã khiến gã có lúc trở nên bạc nhược. Gã đã muốn lần trốn cả thế gian này. Lần trốn bia mộ đã khắc sẵn tên gã, chỉ chờ đến ngày đến tháng nhập tịch. Nhưng khi phải chọn lựa thì cô là người duy nhất gã thực sự muốn né tránh. Không hiểu sao những lúc nằm vật vã với cơn đau, gã thường nghĩ đến cô. Gần 10 năm quen biết nhau, gã tự ngẫm thấy rằng mình dù có hùng hổ bậm trợn ở đâu như thế nào thì lúc hiện diện trước cô gã cũng trở nên cẩn trọng giữ gìn hơn gã từng trải qua vài ba mối tình nhưng đến với ai gã cũng hay liên tưởng vô cớ đến cô nhưng tỏ tình với cô thì chưa bao giờ gã nghĩ đến có phải bởi trong mắt gã cô vẫn chỉ là bé con ngốc nghếch thánh thiện không hợp với chuyện yêu đương hay khi người ta đã quá thân thiết quá hiểu nhau rồi thì tình yêu không còn chỗ nữa vớ vẩn làm gì có chuyện thế phải thân phải hiểu mới yêu được nhau chứ nhưng sao gã không dám chạm vào người cô người con gái ấy không có cái nhan sắc rực rỡ thu hút mọi ánh nhìn nhưng khi đối diện đôi mắt hiền như nước nụ cười sáng tinh khôi của cô gã luôn có cảm giác phải cẩn trọng hơn gượng nhẹ hơn sau mỗi chuyến đi xa gã thích trở về bên cô để nghe cô huyên thuyên đủ mọi chuyện đó là bí mật gã giữ riêng cho mình gã thích thú quan sát nét mặt cô nhất là mỗi khi có gì lạ lẫm hai mắt cô lại nhướn lên tò mò kèm câu hỏi rất đặc trưng thế cơ ạ à. gã chẳng ngại ngần kể với cô về những mối tình của mình và kiên nhẫn ngồi nghe cô tư vấn chuyện tình yêu ôi cái con bé con khó tính như bà chằn hễ ai le ve tán tỉnh là sợ chạy mất dép mà cũng lên giọng thuyết lý phải thế này phải thế nọ khiến gã chỉ trực cười phá lên. Gã nhớ ngày đầu gặp cô là khi gã ngồi ghế tuyển dụng còn cô là sinh viên mới ra trường. Câu cảm thán thế cơ ạ của cô khi ngồi nghe hắn bla bla hỏng ra oai với mấy em trẻ từ hồi đó gã vẫn còn nhớ mãi. Rồi tự nhiên mà thân thiết với nhau. Gã thực sự không giải thích được sự gắn kết lạ kỳ giữa cô và gã suốt chừng ấy năm. Gần một năm trời qua gã lần tránh cô gã lăn lộn, vật vã với những cơn đau từng ngày từng ngày hủy hoại, tàn phá cơ thể mình. Gã lết từ bệnh viện về nhà sau khi đã ngấm đẫm hóa chất sau mỗi lần hóa trị. Thời gian ấy thật khủng khiếp. Cả người gã bài hoài. Miệng trực nôn ói. Gã không còn tha thiết điều gì trên đời này nữa. Nhưng gã vẫn nhớ cô trong leo lét những ngày dài. Gã thèm nhìn thấy bóng dáng cô đi đi lại lại cho gã bớt quạnh quẽ. Để mỗi ban mai thức dậy, cảm giác tê tái, bài hoài không choáng ngợp gã, chỉ một cú điện thoại thôi, gã tin chắc cô sẽ bay đến bên mình. Gã hiểu người con gái ấy, nhưng thay bằng nhấc máy lên, tìm số của cô để gọi thì gã cho nó vào danh sách chặn. Lần đầu tiên, gã thấy mình khóc. Tại sao anh không nói gì với em cả? Tại sao? Gã biết mình không thể lẩn tránh được nữa à ờ à. dạo này tớ bận quá đi suốt ấy mà mới về hôm qua nên hôm nay lượn đến cà phê với đằng ấy đây còn gì ý em là đằng ấy có thấy chuyện chán nhất là nói về bệnh tật không có tí bệnh tật còn con kể lể rách chuyện lắm nói chuyện gì khác đi đằng ấy đợt này hơi xanh sao đấy lại không chịu ăn chứ gì Chị đồng nghiệp tốn bao nhiêu tấn giấy thấm nước mắt cho cô dâu 8 tuổi rồi. Lão xếp còn ngáy thân ái trong giờ làm việc không? Cô không thể nhịn được cười trước cái lối nói tưng tửng, khiêu khích của gã. Sao anh không ở chỗ nhà cũ nữa à? Ờ, chỗ ấy ồn ào quá. Tớ Có muốn hát opera cũng khó tập trung. Thì anh kiếm bộ trống mà gõ cho rôm giả. Ờ, ừ. hả? Một sáng kiến vĩ đại để tuyển nhạc trưởng cho dàn chống lễ hội đang mùa ăn nên làm ra. Thôi không nhảm nữa. Bây giờ anh ở đâu? Khi nào cho em qua thăm nhé? Ôi, đằng ấy mới vào ban vệ sinh dịch tế của phường à? Chết thật! Thôi tớ can! Đến cái ổ lợn của tớ mà làm gì? Tớ thì khả năng miễn dịch vô địch rồi đằng ấy đến đấy lại chả phải đi giật lùi ra ngay có khi phải gọi xe cấp cứu thì khổ tớ ra em nói nghiêm túc đấy em muốn qua thăm chỗ anh ở nghe cái giọng hơi gắt lên của cô gã biết không đùa cợt được nữa mà tính cô gã biết sẽ khó mà thoái thác được lời đề nghị ờ thì đến đằng nào thì gã cũng chịu lộ diện trước cô rồi còn có gì để giấu nữa đâu chẳng phải thâm tâm gã đã từng ước cô xuất hiện ở căn phòng chật trội, nơi mỗi ngày gã lại nhầm tính việc tiêu rẻ thời gian hay sao? Hóa ra chỗ gã ở gần ngay nơi làm việc của cô. Một căn hộ tầng 5 trong khu tập thể cũ kỹ cạnh nhà ga. Từ khoảng sân chật trội phía trước đến lối lên cầu thang đều sực lên mùi nước dài khăn khăn, lưu cứu lâu ngày. Cô không dám bịt mũi vì sợ gã chạnh lòng bèn dành sự quan tâm cho hệ thống đường dây điện chằng chịt như mạng nhện dối bao quanh tòa nhà. Nhỡ đâu một mối nối nào đó tóe lửa điện lên thì xong đời. Khu chung cư cao cấp gần đó mới đây đã chẳng bị thiêu rụi cả mấy tầng vì sự cố chập điện đó sao? Đến rồi, đến rồi. Gã huyết sáo văng lừng, nhanh tay mở cửa như thể đón chào một bộ phim hay đang chờ sẵn. Bỗng gã rừng khựng lại, À mà thôi. Cô mở tròn mắt, ngạc nhiên nhìn gã. Đằng ấy xuất hiện nhớ thất kinh lũ chuột nhà tớ. Tí nữa thì cô đã nhảy cẫng lên vì sợ. Tim cô đập rộn lên. Cái tay quái quỷ này, sao lại nói đến chuột lúc này hả rời? Tại sao không thể nghiêm túc hơn được một chút hay sao? Giờ thì cô đã ngồi thu lưu trên chiếc ghế mây cáo xỉn đặt giữa phòng ngõ nghiêng các góc nhà với thái độ cảnh giác cao độ. trong khi đó, gã đôn đáo đi dọn quần áo bừa bãi và xếp chăn màn cho gọn lại. dù không muốn, cô cũng thoáng nhìn thấy ngăn tủ đầu giường gã ngổn ngang những vị thuốc đang uống dở, chiếc khăn vắt trên thành giường còn vương vệt máu, những vỏ mì tôm vương vãi đầy một góc nhà. và không hiểu sao, từ mọi ngóc ngách của gian phòng, một mùi buồn u uất ứa lên cô thấy tim mình ngột ngạt em sẽ dọn đến đây với anh đến khi nào anh khỏe cô nhìn gã cái nhìn không thể cương quyết hơn ấy già đằng ấy làm tớ ngạc nhiên đấy tớ không có ý định tuyển người nâng khăn sửa túi càng không có điều kiện để tuyển ô xin nhá cô không tự ái nữa cô biết kiểu gì con người ngang tàng ấy cũng sẽ tìm được lý do để khước từ đề nghị của mình có bao giờ gã muốn người khác nhìn thấy sự yếu đuối, mệt mỏi của mình đâu. Em đến làm bạn. Đơn giản có thế thôi. Cha cha, ca này phức tộp đây. Đằng ấy để tớ tư duy cái. Phức tộp quá. Gã bỏ ra ban công hút thuốc trong lúc cô loay hoay không biết đặt túi đồ của mình vào đâu. Gã hiểu cô. Con người nhân hậu ấy không thể bỏ mặc gã trong lúc này gã nhìn trong thái độ của cô có chút gì đó vừa xót xa của một đứa em gái với người anh trai ương bướng vừa là nỗi lo lắng của một người mẹ với đứa con ngang ngạnh không chịu nghe lời vừa lại giống như sự lo toan của người vợ với người đàn ông của đời mình liệu gã có thể khước từ được không đây dù không nói ra nhưng gã thấy hạnh phúc vì lại nhìn thấy cô trở về vào cuối ngày cô tất tả đi lại tự nhiên trong căn phòng ổ chuột của gã lo toan cơm nước, dọn dẹp nhà cửa, cáu bằn với gã vì chiếc áo bẩn nhét góc tủ cả tháng không bỏ ra giặt, thù thỉ với gã về một cuốn sách vừa đọc, hét toáng lên khi nghe tiếng chuột đuổi nhau trên nóc nhà. Những lúc như thế, gã chỉ biết ngồi ngắm nhìn cô không biết chán. Khi miệng quen láo liên, sỏ xiên của gã bỗng như bị rút phép thông công. Sau sáu lần hóa trị gã trở nên vật vờ như một cái xác không hồn gã nằm ruống gió trên giường dường như quên mất sự tồn tại của cô gã biết cô cố gắng vỗ về gã hỏi han gã nhưng sự dịu dàng quá thể ấy khiến gã cáu kỉnh gã đau gã đau chết đi được cô kiên nhẫn kéo chiếc ghế mây trầu trực cạnh gã có lúc mệt quá cô thiếp đi khi đã bớt cơn đau gã sẽ sàng lau vệt nước mắt ứa ra trên má cô trong khi ngủ. Mùi buồn bã của căn phòng bùa vây lấy gã. Gã thấy mình yếu đuối và bất lực. Lẽ ra cô đừng nên xuất hiện ở đây. Lẽ ra gã đừng tìm đến cô. Gã đã chạy trốn cô được cả một năm trời. Gã còn tìm cách xuất hiện trước mặt người con gái ấy làm gì? Để được tận hưởng cảm giác yêu thương vỗ về. Để tìm được sự bình yên để thừa nhận sự thất bại của mình. Gã chờ đợi điều gì đây? Tâm tư gã như thùng rác vừa bị sới sáo tung tóe. Gã không chịu nổi ánh mắt vừa chiều mến vừa xa xót của cô. Đằng ấy đừng lâm ly thế. Là quan lên chứ. Anh có muốn đi đâu chơi ít ngày không? À, đằng ấy độ này ham chơi ghê nhỉ. Hơi bị bất ngờ đấy. Thì đi, sợ quái gì? bỏ hết mà đi không đi thì bao giờ mới đi nhỉ đồ đạc đã sẵn sàng lộ trình đã lên chu đáo vậy mà những cơn đau như thác kéo đến đốn gục gã không khác nào trận cuồng phong phát gọn cả vườn chuối sau nhà gã năm nào gã như vỏ lon bia rỗng bẹp rúm trên giường gã mơ hồ cảm thấy nước mắt cô rơi trên má mình người gã như thể có luồng điện chạy qua vào khi bàn tay cô vừa đan vào tay gã. Anh ơi, anh có sao không? Gã thấy mình đang trôi, chậm chậm, êm êm, không còn đau đớn. Ở phía xa kia, cô đang nở nụ cười sáng rỡ, váy cô dâu bồng bềnh, bồng bềnh. Tớ yêu đằng ấy. Miệng gã như bị băng kín, câu chữ đông kín trong miệng không cách nào thoát ra được tớ yêu đằng ấy gã cố sức một lần nữa điều muốn nói chưa kịp thổ lộ gã đã thiếp đi như cả thập kỷ chưa được ngủ tớ đến chào đằng ấy mãi tớ lên đường rồi lại có dự án tận bên lào cơ hay đằng ấy đi lào với tớ không đi cho biết thế nào là nước lào ấy mà gã cười khơ khớ trong đầu gã bỗng hiện lên giấc mơ hôm trước Gã lại phải tránh xa cô thôi Thả cứ biền biệt Không biết tin tức gì của nhau Còn hơn ở cạnh nhau Để rồi cứ đêm đêm gã phải nhúng mình Vào những cơn mơ buồn đến ra giết Và chứng kiến nước mắt người con gái ấy Dù chỉ trong giấc mơ Thực ra Sau lần cản nể Đưa cô về giới thiệu tân gia Gã đã trốn biệt vì sợ Mình có thể phạm sai lầm Bữa hôm ấy cái dáng bé nhỏ của cô ngồi thu lu trên chiếc ghế mây úa mốc giữa phòng ám ảnh gã. Gã không thể làm khổ cô được. Mọi liên lạc của cô lập tức lại rơi vào vùng trắng. Nhưng càng chạy trốn, gã càng hay mơ về cô. Đến mức gã không biết đâu là mơ, đâu là thực. Bữa cơm gã tự nấu ra sao gã vẫn thấy như có bàn tay cô. Gã ăn mà như có cô đang chống đũa ngồi nhìn những lúc gã quần quại đau đớn, chỉ có tiếng chuột lích dích chạy sao gã vẫn cảm thấy hơi thở cô ở ngay cạnh đó. Thật mềm, thật thơm. Hay là cô đã bí mật dọn về ở trong căn nhà của gã, rồi cô trốn gã như cô tấm náu mình trong quả thị. Gã tự bật cười trước ý nghĩ ngộ nghĩ này. Ơ, ờ, tớ chào thế mà đằng ấy không ỏ ê gì à? Nhạt nhẽo thế à? Nhiều lần tỉnh dậy giữa giấc mơ, gã bần thần, tiếc nuối đến nỗi không muốn ngồi dậy. Tớ không có ý định tuyển người nâng khăn sửa túi. Càng không có điều kiện để tuyển ô xin vừa nhớ lại câu trả lời bá đạo của mình gã vừa nhếch miệng cười. Nhưng miệng thì cười mà lòng sao tê tái. Anh thật không có gì để nói với em hay sao? Cô nghiêm trang nhìn vào mắt hắn. Hắn thấy luống cuống. Như kiểu trẻ con nghịch dại bị người lớn bắt lỗi Nói gì bây giờ đây? Đừng ép người ta thế chứ. Tớ yêu đằng ấy. Liệu gã có cơ hội để nói ra điều ấy hay không? Mai tớ phải đi. Đi lâu đấy. Miệng gã chát đắng. Cô ngồi lặng thinh. Mặt nắng bắt đầu lan vào má gian rát. Hắn loay hoay bẻ các ngón tay đến mức đầu điếng. Em yêu anh. Đừng bỏ trốn em nữa có phải gã vừa nghe thấy một tiếng nói cất lên nhẹ như hơi thở gã sững sờ không dám quay sang phía cô là nắng là gió là ảo ảnh thôi mà chẳng có tiếng nói nào cất lên hết là nắng là gió là ảo ảnh chỉ thế thôi bàn tay cô tìm bàn tay gã mong manh run rẩy cuối cùng thì cô cũng đã nói ra được điều sâu kín ấy rồi ban mai sẽ không lạnh nữa. Mùi buồn sẽ không còn bùa vây chúng ta mỗi ngày nữa. Còn hiện diện trước mặt nhau thế này, còn cảm nhận được hơi thở của nhau thế này là hạnh phúc lắm rồi. Quý vị thính giả thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya đến đây xin được khép lại. Quý vị hãy nhớ để lại phản hồi ở phần bình luận và đừng quên đăng ký kênh, nhấn vào quả chuông thông báo để liên tục nhận được những câu chuyện hấp dẫn từ kênh. Quý vị và các bạn nhé. Mến chúc quý vị sức khỏe và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.